Mỗi lần có dịp kể về quá khứ, mình tôn thờ và ngưỡng mộ. Quá khứ của mình thì đầy lòng biết ơn. Cũng có thể là do trí nhớ kém của mình, chỉ toàn nhớ về những điều may mắn, không thể nhớ về những quá khứ tệ nhỉ. May mắn như việc mình còn giữ lại chiếc điện thoại nằm mãi trong ký ức của vài người, đặc biệt là thế hệ 9X đổ về trước, cái thời mà chúng ta chưa cắm mặt vào smartphone. Mà có thời nào đi chăng nữa, thầy cô vẫn giữ mãi câu nói đó: có cái quái gì mà tụi em tối ngày cắm mặt vào nó vậy. Mà nhắc về cái thời đi học có một chút gì đó nghẹn lại ở cổ họng. Thời mà đăng ký 1.500, được 500 tin nhắn. Không hiểu thời đó nói chuyện gì mà cũng hết 500 tin nhắn trong một ngày. Còn cái kiểu gọi điện thì được bắt máy để nghe nhạc chờ nữa chứ. Giờ đây nhìn lại mọi chuyện, mình mới hiểu sự khao khát kết nối của thế hệ 9X bắt đầu từ đây. Chúng ta trò chuyện nhiều hơn, đăng ký nhiều gói nhắn tin hơn, bắt đầu mua thẻ nạp nhiều hơn. Rồi sự ra đời của nhiều nhà mạng mới cũng dần hình thành theo. Khi nhìn về quá khứ, có nhiều chuyện cho dù có cơ hội được quay trở về quá khứ thì chúng ta cũng chỉ có thể ngưỡng mộ, không có cách để thay đổi. Vì vậy hãy đem lòng biết ơn đến quá khứ bạn nhé.